Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình và mình là Thắng nè. Ok, thì các bạn ơi, ngày hôm nay vẫn là một ngày được nghỉ, thì không biết là các bạn có được nghỉ không, nhưng mà hiện tại bây giờ bệnh dịch rất là nhiều, thì Thắng khuyên là các bạn nên ở nhà và xem video của Thắng, đừng nên ra ngoài nhé, ra ngoài nhiều bệnh dịch lắm đấy. Ok, thì hôm sáng nay Thắng có xem một cái video ở trên YouTube là rất là hay, có một cái game, nói chung là game này là tạo chân cho cái bộ máy mình đi tìm vàng ấy. Thì bây giờ Thắng sẽ cho các bạn xem cái game đấy nó hay như nào nhá. Đấy, ok, thì nếu các bạn thấy video này của Thắng hay thì tiếp một lượt like và chia sẻ video, đặc biệt đăng ký kênh ủng hộ cho Thắng nha. Còn bây giờ thì hãy đi vào chơi cái game này cùng Thắng rồi, let's go. Ok các bạn ơi, thì đây là một cái game mà có một cái hộp và chúng ta sẽ phải chạy đua và ăn tiền vàng trên những cái đường chặng đường mà chúng ta đi. Nhưng mà cái chặng đường này thì chúng ta phải tạo chân và tạo cái bánh xe hoặc là cái chân để cho di chuyển được cái hộp này nhé. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ vào chơi cái màn chơi đầu tiên. Leo Play. Đấy. Ok. Đối thủ của chúng ta bây giờ chúng ta phải vẽ chân nhé. Mình sẽ vẽ một cái chân nhà đó. Hình móc câu nhé. Đấy. Nào chạy lên nào, nhanh lên, chạy đi. Wow, nhanh mãi trưởng luôn. Bây giờ tôi sẽ vẽ một cái gì đó ấy, thấy chưa? Ui, trèo tường ác luôn các bạn ạ. Ui, chết rồi. Ấy, chân to nhá. Yeah, về đích rồi. Về đích rồi. Và Thắng được nhận 29 tiền vàng. Yes. 29 đồng tiền. Cờ lên. Yeah, 29 đồng tiền là rất là nhiều nhé. Tiếp theo này. Ok, play. Nào, chúng ta chạy đua với cả trực thăng kìa. Vãi trưởng. Vậy Thắng sẽ chế một cái chân rất là dài. Các bạn nghe giống trực thăng vãi, nhưng mà đi chậm hơn Thắng nhiều. Ui trời. Nhỏ hơn. Chết rồi, bạn kia bạn vừa rồi. Chết rồi các bạn ơi. Ý, chân này. Cái chân kiểu cong keo như kiểu là chân rắn này. Ok, vậy là đã về đích. Yes. Ôi, được 32 tiền này, nhiều hơn cả bạn lúc nãy cơ. Ok, và nhận tiền thôi. Yes. Ok, thì cái màn vẽ Thắng đã về đích rồi. Và tiếp theo sẽ là một cái thử thách nữa để Thắng tạo thêm một cái chân này. Play này. Ui dồi ôi, kia là một cái biển cấm đường mà. Vẽ chân hình này, hình bàn tay nhá. Trời ơi, xe quán như khá mạnh. Trời ơi, ui nhà một thang kinh khủng luôn này. Nhỏ thôi, ói. Ui dồi. Đấy, chúng ta có thể tùy chỉnh chân nhá. Chân hình tròn được này. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy game này hay không? Hay vãi trưởng luôn này. Đó. Đấy. Chết rồi. Không thu được tặng tiền. Ít quá, 15 tiền bọn. Các bạn nhớ nhá, khi mà về đích thì để cho cái vẽ cho cái chân nó to lên nhá, để chúng ta cùng được đua về đích. Tiếp theo này, leo tăng speed, Thắng sẽ tiêu tiền vào cái speed level 2 này để cho nó tăng thêm tiền này, level 3, đấy, level 4. Có nghĩa là tiêu tiền để cho cái tốc độ di chuyển của mình sẽ nhanh hơn, các bạn hiểu không? Level 6, level 7, thì chắc là sẽ được đến level 8. Đúng rồi, level 8 thì level 9 thì cần 175 tiền nhưng Thắng không đủ. Thì các bạn hãy tiếp tục chơi game tiếp nha. Ok. Nào, gì đây, chúng ta sẽ vẽ một cái chân hình chiếc lá đây. Ui, chiếc lá đây. Thắng viết vớ vả vẩn. Ui chết rồi, hình móc thì nó mới lên được bậc thang này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, không phải là cái chân nào chúng ta cũng viết được đâu nhá. Bởi vì là viết được cái chân nhưng mà không thể nào leo được bậc thang. Đấy, yes. Ok luôn, yes. Được 93 tiền này. Hình như cái màn này là màn để chúng ta thử thách được cộng tiền hay sao ấy. Cho nên là chúng ta ăn càng nhiều càng tốt nhá. Ok, tiếp theo này, vừa kiếm được 93 tiền rồi, tiếp theo thôi. 93 tiền cũng khá là nhiều đấy. Được cái gì đây, bun nước cái gì đây. Ok đấy nhờ. Ở đây đi. Hôm nay sẽ là, ui, cái đối thủ của mình là một cái hộp quà. Vậy Thắng sẽ chế tạo một cái chẳng hạn đây. Úi giời ơi, đúng cái kiểu là đây.
các bạn thấy chưa? Đi nhanh quá trời. Ui ui tăng tốc này. Ui ui ơi cha mẹ ơi. Cha mẹ ơi được chìa khóa luôn này. Trời ơi. Đấy. Ui ui cái thằng kia nó đuổi thắng nhanh quá kìa. Nào mày đuổi đi. Lên bậc lên cầu thang, lên cầu thang. Ui ui cha mẹ ơi tiền. Yeah. Lại về đích tiếp rồi. Nào sẽ được bao nhiêu tiền? Được tặng bao nhiêu tiền đấy? 20 tiền. Trời ơi. Mốc cao nhất luôn được 40 tiền. Ok. Các bạn thấy chưa? Ôi, có chìa khóa này. Chìa khóa này thì thắng sẽ mở 3 hòm nhé. 1 hòm này. Ui, được cái máy bay. Yes. 2 này, 100 tiền ít quá. 3. Ôi được 150 tiền vào 1 chiếc máy bay. Ok không sao. Thì được cái máy bay thì cũng rất là hay rồi. Đấy. Cái máy bay của thắng rồi. Nope. Chết cha. Ôi hình như là không được nhận mà. Ok, tăng thêm mà tốc độ nha. Tăng tốc độ để chúng ta đua được sẽ được nhiều tiền hơn. Bờ lên này. Và tiếp theo là thằng sẽ chế tạo một cái gọi là mũi tên này. Đấy, các bạn thấy chưa? Mũi tên thì cái gì? Ui giời. Ui trời, trời. Trời ơi. Ui trời, trời. Chết rồi. Chết rồi, đi vào cái khe này rồi. Nào, lên. Đấy các bạn ơi, thì đã được một cái màn chạy rất là nhanh này, về đích tiếp này, được 33 tiền thôi. Mình tiếp tục vẽ, không thật vì lần này thì sẽ vẽ cái chân cho nó làm sao thật là chất nữa, thật là đẳng cấp. À, cái ngôi sao này, hiệu này là cái gì nhỉ? Thằng hình tích là cái nào? À, nhiệm vụ à? Hình như cái này là nhiệm vụ hay là. Ok. Tiếp tục cuộc đua kỳ thú tiếp. Sẽ vẽ một cái gì đây? Ok. Thì sẽ vẽ một cái như kiểu là như kiểu cái lược. Cái lược để chải tóc ấy các bạn. Thấy chưa? Ui dồi, trèo tường dã man luôn. Nào, ui dồi, chết rồi. Không được chìa khóa rồi. Nào. Ngắn thôi xem cậu kia đuổi. Ui chết rồi. Các bạn thấy chưa? Lần về đích thì mình cho cái chân nó rất là nhỏ, nhưng mà cái bạn đua cùng mình ấy lại không đuổi được. Úi giời ơi, thằng đã cho cơ hội về đích rồi mà không đuổi được bạn thì là ăn hại. Ok. Thì đến bây giờ sẽ là đến cái level 19. Mở đây. Level 19 này này, thằng đuổi lại một cái đi bay. Đối thủ của thằng là một cái đi bay. Và bây giờ thằng sẽ vẽ một cái như kiểu là cái trái tim. Đấy. Chưa, các bạn thấy chưa? Trái tim nhá. Trái tim này thì không biết nó có leo được núi không, nhưng mà nhìn thấy là ôi dồi ôi, hồ bơi, hồ nước. Trời ơi, lần đầu tiên thấy phải bơi qua hồ nước mà nó không bị chìm. Nhỏ rồi, đúng rồi. Yes, lại về đích thôi. Cái game này nó auto thắng thì là. Nói chung là cái game này mình thích chọn cái chân kiểu gì thì là mình sẽ được thắng cái chân đấy. À, ok. Lại với nhà chiến thắng nữa rồi các bạn ạ. Mà này chỉ được có 29 nope. Tiền thôi. Hơi ít nhưng mà không sao, ok. Và lên này. Và tổng tiền của thắng bây giờ 152 tiền. Và cái ngôi sao này là như nào nên mình không hiểu gì. Và lên. Ui, được nhận tiền này. Cái từ đấy là không biết mình nhận. Đấy, ok. Và tiếp theo nha. Tiếp theo thằng sẽ play này. Và chơi tiếp. Và màn này là màn được nhận tiền. Và thằng sẽ vẽ một cái gì đó nó thật là hấp dẫn luôn. Đấy, được chưa? Như kiểu là một cái chiếc dìu ấy, chiếc dìu làm chân ấy, thì chiếc dìu này chạy rất là rất nhanh và thu tiền này. Ui. Không lên được các bạn. Đây, làm một cái móc câu để chúng ta có thể lên được cầu thang đó. Đây. Thấy chưa? Có nghĩa là cái game này nhá, nó rất là dễ thôi, các bạn chỉ cần tạo ra được cái chân cho nó dễ di chuyển là được, không cần thiết là phải quá to hay quá nhỏ. Ok và được 192 tiền, quá là nhiều luôn, không phải là một con số ít. Bờ đây. Trời ơi, thằng đã bonus thêm đó chính là cái speed, tốc độ di chuyển nhá. Nào, vào trận chiến thôi. Ok. Let's go. Đua mạnh lên. Nào xem là các chú chạy đi đâu. Úi dồi ôi, cầu thang cao thế này. Có lên được không? Xời ơi. Cầu thang cao nữa anh lên được nhá. Ok. Úi dồi. Úi dồi. Úi dồi. Tặng
một cái chân hình ngôi sao nào. Ui giời, hình cái cánh các bạn ạ, hình cái cánh mà nó tốc độ di chuyển mà max speed luôn này. Đấy, đấy. Đấy. Rồi. Ok luôn. Vậy là chúng ta đã được cái màn cao nhất. Ok. Ok các bạn ạ, thì cái game này thắng chơi toàn được giải nhất thôi. Chơi rất là phê luôn đấy. Nhưng mà cái thời lượng video đến đây cũng là khá là dài rồi. Cho nên là thắng sẽ dừng cái video game này ở đây. Thì nếu các bạn thấy video này của thắng hay thì đừng tiếp tục được like và chia sẻ video, đặc biệt đăng ký kênh của thắng nha. Còn chia sẻ với các bạn một chút là hiện tại thắng cũng khá là buồn vì kênh của thắng được ít người biết đến ấy. Thì không may là các bạn nào mà vô tình vào kênh của thắng ấy thì cho thắng một like, một chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho thắng, thì thắng có những cái động lực làm video tiếp theo. Thì thực sự là thắng làm khá nhiều video rồi mà không được nhiều các bạn biết đến ấy, thì đôi lúc có một cái chút gì đó cũng rất là buồn. Thì các bạn vào nhớ cho thắng một đăng ký kênh nhá. Thắng buồn lắm, buồn kinh khủng lắm các bạn ạ. Thôi thì không linh tinh liên thiên nữa, thì thắng sẽ dừng clip đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.